đều hướng trong thâm bát nhã ba la mật đa. Điều này nói không dễ hiểu, nói cách khác quý vị dễ hiểu hơn. Thân tâm của ngài đều sống trong ánh tuệ cứu cánh viên mãn, chính là như vậy. Hoặc là nói hành vi sinh hoạt của ngài đều thành trong trí tuệ cao độ, nói như vậy càng nhiều những nhà ngũ phật gian không. Đây là những thứ cây cứu sự thật, nhưng cả đều không. Cho nên dùng đại tự tại xa lìa tất cả lo âu sợ hãi, độ nhất thiết khổ tập. Nhưng và quả đều nói rất rõ ràng. Ngài thấy rất rõ ràng, ngài thấy rất minh bạch. Nhưng không tình tiền càng ngồi, tam tâm bất khả đắc lại. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc, là không hề giảm. Đang đắc bất khả đắc, ta sợ đắc là các ta. Tình tiền càng ngồi về bất khả rất hay, các ta. Nhân duyên sanh, toàn là pháp nhân duyên sanh, đều là không có tự tâm, đều không có tự thể, đương thể tự không, đều bất khả đắc, đang đắc bất khả đắc, sợ đắc bất khả đắc, có gì đâu để bọc tự. Ta cho rằng sự có được có mất, toàn là bọc tự.